đừng quên ước nguyện ban đầu của bạn. Ở tuổi 35, tôi mới nỗ lực làm việc. Điều đó có quá muộn không? Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tôi nghe câu "đừng quên tấm lòng nguyên thủy" là của một vị thiền sư. Lúc đó tôi không hiểu lắm ý nghĩa của câu này. Sau này trên đường đời, tôi dần nhận ra rằng rất nhiều ước muốn, nghề nghiệp trên đời đòi hỏi sự kiên gan bền chí của con người mới có thể hoàn thành. Khi trong lòng nảy sinh dục vọng, nếu chỉ vài ba phút nóng nảy, dỗi với đời mà không kiên trì, cuối cùng sẽ phải lãng phí thời gian mà chẳng thành tựu được gì. Tôi cũng đã cẩn thận quan sát một số bạn bè xung quanh và bất ngờ phát hiện ra rằng cuộc sống của nhiều người là kết quả của trí tưởng tượng của chính người ấy. Nếu một người tiếp tục có một ước muốn mãnh liệt trong lòng, thì tương lai người đó sẽ có được cuộc sống như mong muốn của họ. Một số người đã phản đối kết luận này vì họ từng có nhiều ước muốn khi còn trẻ, nhưng cuối cùng chúng đã không trở thành hiện thực. Ví như, một đồng nghiệp của tôi từng ước muốn trở thành một nhạc sĩ khi anh ấy còn trẻ, nhưng điều ước này đã không bao giờ thành hiện thực. Cho đến giờ, anh ấy vẫn là một nhân viên văn phòng bình thường ở độ tuổi đã ngoài tứ tuần. Tôi từng hỏi anh ấy từ bỏ mong muốn làm nhạc sĩ khi nào. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã đăng ký vào một trường âm nhạc, nhưng anh ấy đã từ bỏ mong muốn của mình sau khi thi trượt lần đầu. Rõ ràng, anh ta không thực sự tiếp tục cố gắng, đã chọn cách từ bỏ ước mơ của mình một cách dễ dàng. Nếu anh ấy vẫn giữ vững niềm tin của mình và kiên trì học nhạc sau khi thi trượt, thì rất có thể cuộc đời của anh ấy sẽ là một kết quả hoàn toàn khác. Cũng có một người bạn lớn tuổi cho biết, với sự tiếc nuối rằng khi còn trẻ, ông ấy rất thích vẽ tranh, cuối tuần nào cũng lặn lội lên núi để ký họa. Tác phẩm của ông ấy được thầy dạy đánh giá rất cao. Thật không may, sau khi tốt nghiệp, để đối phó với cuộc sống, anh ấy cần phải kiếm nhiều tiền hơn. Vì vậy, anh ấy đã hoàn toàn từ bỏ sở thích hội họa của mình. Bây giờ anh ấy đã nghỉ hưu, anh ấy không phải đi làm cho đến khi anh ấy thấy rằng mình không có gì để làm mỗi ngày. Một ngày nọ, anh gặp một người bạn cùng phác thảo và vẽ tranh. Lúc này người kia đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng trong giới hội họa, và những tác phẩm của người đó đáng giá rất nhiều tiền. Nghề họa sĩ không cần phải nghỉ hưu, thay vào đó, do tuổi trẻ được đầu tư và chăm chỉ, đã tích lũy kinh nghiệm sống sâu sắc, cộng với việc hành nghề hội họa lâu năm, khi về già sẽ càng ngày càng thể hiện khả năng sáng tạo tốt hơn. Khi đó, bạn tôi xúc động nói, nếu tôi không từ bỏ, nếu tôi tiếp tục kiên trì, nếu tôi chịu khó học tập, nếu tôi tiếp tục vẽ trong một giờ hoặc hai mỗi tuần, vân vân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc sống nếu mà có nếu chắc chúng ta sẽ khác lâu rồi, có phải không ạ? Hầu hết mọi người trên thế giới thực đều giống như những người mà chúng ta đã vừa kể ở trên. Họ dễ dàng từ bỏ ước muốn của mình khi gặp thất bại. Mong muốn tiếp tục làm chủ bản thân không đơn giản như vậy. Hầu hết mọi người đều không thể tiếp tục nên rất khó đạt được. Nhưng dù hối hận thế nào thì đời người cũng không thể quay lại. Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta đừng dễ dàng quên đi những dự định, ước mơ ban đầu của mình. Đây có thể là câu nói truyền cảm hứng nhất, đặc biệt là với các bạn trẻ. Có nhiều người thất bại trong công việc hoặc khi phải chuyển một công việc mới, họ thường đổ lỗi cho sự kém may mắn và hoàn cảnh của họ, hoặc phàn nàn rằng những người khác đã không cung cấp sự hợp tác tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế, suy nghĩ của bản thân mới là quan trọng nhất. Như các bạn đã biết, từ trường của bạn quyết định vận mệnh của bạn. Năng lượng của vũ trụ cũng giúp con người luôn đạt được mong muốn của mọi người. Nếu như sự kiên trì của người đó không đủ, hoặc cách tiếp cận của người đó không đủ sức hút, người đó sẽ không thể đạt được kết quả như mong đợi, như cái mọi người thường gọi là luật hấp dẫn. Vì vậy, dù là ai, hiện trạng trong cuộc sống như thế nào đi chăng nữa, thì bạn cũng đừng quên ý định ban đầu của mình. Để nhắc nhở bản thân không chạy theo xu hướng, không lùi bước trước những khó khăn tạm thời, không buông thả đắc ý trong môi trường thoải mái, luôn vững vàng tiến bước trong cuộc sống. Ở tuổi 35, tôi mới nỗ lực làm việc. Điều đó có quá muộn không?
Có nhiều người tự hỏi, bây giờ tôi mới bắt đầu, có quá muộn không? Có lần một người em tên là Nam, lần đầu kể về hoàn cảnh của mình cho tôi nghe. Nam năm nay 35 tuổi, từ khi ra trường và vào làm cho một công ty nhỏ, công việc khá suôn sẻ. Lương tuy không cao nhưng ở đó xếp tốt, áp lực công việc không lớn, đồng nghiệp hòa thuận, nên Nam chưa bao giờ có ý định chuyển việc. Nam không có bất kỳ mục tiêu nào lớn lao trong cuộc sống, và Nam nghĩ sẽ rất tốt nếu ở lại công ty cả đời như thế này. Nhưng đột nhiên, bây giờ gia đình Nam xảy ra chuyện và áp lực tài chính rất lớn. Lúc này Nam lên mạng tìm kiếm trang web về việc làm và ứng tuyển, thấy rằng công việc thực sự quá khó tìm. Bây giờ Nam thực sự hối hận vì những năm tháng qua Nam đã sống quá thoải mái và không cố gắng nỗ lực làm việc chăm chỉ. Sau đó Nam hỏi tôi, anh à, anh nói bây giờ em mới bắt đầu làm việc chăm chỉ, có quá muộn không? Câu hỏi này của Nam cũng có nhiều người đặt câu hỏi tương tự. Ví như tôi năm nay 30 tuổi, nay tôi muốn học viết văn có muộn quá không? Tôi 32 tuổi và hiện tại tôi đang bắt đầu học tiếng Anh, có quá muộn không? Tôi nghe nói rằng một ngành nào đó kiếm được tiền, nhưng bây giờ có quá muộn để nhập cuộc không? Vân vân. Tôi biết rằng nhiều người đặt câu hỏi như vậy, nhưng họ đã có sẵn câu trả lời trong lòng. Tất cả những gì họ muốn là một sự trấn an và một câu khẳng định, nhưng không loại trừ một số người thực sự mong nhận được một câu trả lời có giá trị. Vì vậy, sau đây chúng ta sẽ đến với một số ý kiến nhận định như là những lời tư vấn. Thứ nhất là có một số điều trong cuộc sống bạn không có sự lựa chọn nào cả. Mọi người thường hỏi liệu nỗ lực có quá muộn không? Thực tế câu hỏi này nếu suy cho cùng thật là câu hỏi ngớ ngẩn. Giả như nếu tôi nói với bạn là đã quá muộn thì bạn không định làm việc chăm chỉ nữa sao? Trên thực tế, có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà bạn không có sự lựa chọn nào cả. Lấy ví dụ như người em Nam đã 35 tuổi này, bây giờ có sự thay đổi trong gia đình, Nam chịu áp lực rất lớn về tài chính và bắt đầu nhận ra rằng mình phải làm việc chăm chỉ, nỗ lực hơn. Đây không phải là sự lựa chọn mà là do hoàn cảnh bắt buộc. Nhiều người là như vậy, khi còn trẻ thì rất thông minh, gia đình có một nền tảng tốt, có người gồng gánh cho mình. Nhưng một khi người đó không còn khả năng nữa thì cuộc sống tốt đẹp của mình cũng hết. Và cuối cùng buộc phải tự mình gánh vác trách nhiệm vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, đối với vấn đề nỗ lực, thường không có chuyện quá muộn vì đó là lẽ thường. Bạn phải nỗ lực mới có thể đảm đương được trọng trách này. Điều có thể đoán trước được là cho dù tình hình có tồi tệ đến đâu, nỗ lực làm việc chăm chỉ sẽ khiến hoàn cảnh ngày càng thay đổi tốt hơn mà thôi. Thứ hai là có một số việc trong cuộc sống làm tốt hơn là không làm. Nhiều người muốn học vẽ, học thư pháp, học tiếng Anh, học lập trình, học trượt ván, học hát, học nhảy, thể dục thẩm mỹ, vân vân. Tôi nghĩ điều đó khá tốt, còn hơn sống mà không có sở thích, không theo đuổi và không làm gì cả. Cách đây một thời gian, tôi có tới thăm một người bạn làm họa sĩ. Sau khi tâm sự và thưởng lãm tranh của anh ấy, đột nhiên tôi cũng muốn học hội họa. Nhưng khi nghĩ về tuổi tác, rồi khả năng sáng tạo, điều kiện công việc, gia đình, vân vân, chúng ta sẽ có thói quen tự hỏi mình, đã quá muộn chưa? Đó là điều bình thường để có những nghi ngờ như vậy. Có một câu nói rằng, hãy cứ làm tốt việc hiện tại, đừng hỏi về tương lai của bạn. Có nghĩa là, nếu bạn phải làm nhiều việc chính đáng hơn và làm tốt trong hiện tại, thì bạn không nên lo lắng về sự phát triển trong tương lai. Nội dung ẩn ý là nếu bạn làm tốt mọi việc nên làm, rồi mọi việc cần đến sẽ đến. Sự thật này là câu trả lời đích xác cho nghi vấn tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ ở tuổi 35, có quá muộn không? Bạn muốn học gì và làm gì, chỉ cần bạn cầu tiến và cải thiện bản thân thì bạn cứ làm đi. Đừng hỏi bây giờ có phải quá muộn để bắt đầu. Hãy bắt tay vào làm ngay và nỗ lực mạnh đến đâu, thành quả sẽ lớn đến đó. Điều thứ ba là đừng lãng phí quá nhiều thời gian vào việc do dự. Có câu nói rằng thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước, thời điểm tốt nhất tiếp theo là ngay bây giờ. Một số người đã hỏi từ khi tôi 30 tuổi liệu bây giờ có còn quá muộn đối với tôi không. Đến 40 tuổi
anh ấy có thể vẫn hỏi câu này. Đến 50 tuổi, anh ấy vẫn còn do dự. Điều này cũng là tâm lý rất bình thường, có rất nhiều người hỏi như vậy. Có người nói, con người có tầng thứ như thế nào, sống kiểu gì thì sống. Đừng trách cha mẹ, đừng trách xã hội, đừng trách thiên hạ. Trước hết bạn phải tìm ra nguyên nhân từ chính bản thân mình. Trong nhiều trường hợp, không phải bạn không có cơ hội hay khả năng, mà là bạn chưa làm hoặc mới bắt tay vào làm đã bỏ cuộc. Đây quả thực là một vết thương lòng cho cuộc sống tầm thường. Có một số việc bạn cần phải liều còn hơn do dự đánh mất. Cái giá phải trả của sự thiếu tự tin thường lớn hơn nhiều so với việc phạm sai lầm. Thời gian không chờ đợi ai, và mong rằng bạn có thể hiểu được sự thật này khi bạn còn trẻ. Thứ tư là đừng đặt ra giới hạn cho bản thân, đừng nghĩ nhiều về tuổi tác trong cuộc sống. Như chúng ta đã đề cập trước đó, một số người hỏi rằng liệu có quá muộn không, không tính đến tuổi tác, khả năng chấp nhận, những cân nhắc cơ bản, v.v. Thực chất đằng sau những trở ngại này, một là thiếu tự tin vào bản thân, hai là bạn tự đặt ra giới hạn cho mình. Phải nghĩ rằng với việc mình thích, với hoài bão ước mơ thì dù ở độ tuổi nào thì mình cũng phải thực hiện. Ví như một người 60 tuổi bắt đầu học vẽ thì rất tốt. Nhưng nếu anh ta học trượt ván, dù rất thích và muốn học, nhưng anh ta thường không thể làm việc đó vì anh ta sợ làm trò hề cho thiên hạ. Trên thực tế, một cuộc sống tốt đẹp không có ý nghĩa về tuổi tác. Nói một cách khác, bạn chỉ có thể gặt hái được một cuộc sống tốt đẹp nếu bạn sống đừng quá để ý về tuổi tác và có thói kiêu căng như kiểu ông già lắm lời. Vì vậy, xin đừng đặt ra giới hạn cho bản thân. Vì bạn thậm chí không biết mình có bao nhiêu tiềm năng, bởi vì cuộc sống không có kịch bản nào cả. Cuối cùng, xin gửi đến bạn một câu. Ngày hôm nay mà bạn lãng phí là ngày mai mà người đã chết hôm qua khao khát. Hiện tại mà bạn chán ghét là quá khứ mà bạn trong tương lai sẽ không thể quay đầu. Vì vậy, đừng bao giờ hỏi có quá muộn không. Chỉ cần bạn mong muốn, khao khát và hành động mạnh mẽ, nỗ lực hết mình là bạn có thể đạt được ước muốn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ. Đừng quên ước nguyện ban đầu của bạn. Ở tuổi 35, tôi mới nỗ lực làm việc. Điều đó có quá muộn không?